kỹ năng về nó thì sau đó mới đi làm nghiên cứu. Thì tôi luôn luôn khuyên các bạn như vậy. Tôi khuyên các bạn như vậy nhưng không có nghĩa là tôi khuyên các bạn đi học các cái khóa học của tôi đâu nhé. Mà các bạn khoa chẩn đoán có 67 người áp dụng tính tỷ lệ tuân thủ an toàn bức xạ thì khoảng 300 mẫu. Vậy mình có thể không thể công tính cỡ mẫu vào vì số mẫu chọn quá lớn. Vậy mình lấy toàn bộ nhân viên y tế tại khoa chẩn đoán hình ảnh là 67 người luôn được không thầy? Cảm ơn. Ông Tòng này, ông Tòng đang học mà. Đang học lớp nghiên cứu khoa học mà. Hôm trước học hai quả trứng rồi mà. Sao lại hỏi câu hỏi này? Câu hỏi này của bạn Tô Thanh Tòng nhá, bạn ấy hỏi về, thực ra thì bạn ấy có thể hỏi tôi vào trong cái lớp nghiên cứu khoa học bởi vì bạn đang học cái lớp đấy. Thế thì cuối tuần này thì đến cái phần chữa bài thì có thể hỏi thêm tôi nhé, tôi sẽ giải thích kỹ hơn. Bởi vì trong cái lớp đấy thì tôi đã có dạy em về cái tư duy về hai quả trứng đấy, tư duy về cái mẫu đại diện đấy, đúng không? Đấy thì khi mà chúng ta làm nghiên cứu, mục đích sâu xa của mình là gì? Là mình muốn tìm hiểu cái vấn đề ở trên cái quả trứng lớn ấy. Thế nhưng mà bởi vì chúng ta không làm hết được trên quả trứng lớn nên mình cần phải làm ở trên quả trứng bé. Tông hiểu không nhỉ? Tông nhớ bài không nhỉ? Đấy. Và để mà mình có thể hiểu được về cái lớn thì mình sẽ cần phải có cái nhỏ đấy, nó đại diện cho cái đấy. Đấy thì đấy là cái tư duy. Đấy, mục đích sâu xa của nghiên cứu là mình tìm hiểu ra cái đấy. Còn trong trường hợp này thì trong cái khoa của em có 67 người. Và sau đó thì em lại muốn tìm hiểu cái vấn đề trong cái khoa đấy. Mà có 6-7 người thôi mà em lại nói rằng là em có thể làm được cả 6-7 người nữa thì mình làm hết ở trên đấy. Thì cái đấy nó gọi không, nó không còn gọi là mẫu nữa mà em gọi là gì đó, nghiên cứu trên toàn bộ cái đối tượng đấy. Cái đối tượng của cái quần thể 6-7 người đấy thôi, đúng không? Đấy thì khi mà mình làm cái nghiên cứu ở trên cái 6-7 người đấy rồi thì mình đâu có cần tính cỡ mẫu, cỡ miếc là gì, mình lấy hết rồi mà, đúng không? Đấy, trên toàn bộ quần thể rồi. Và lúc đấy thì mình không cần phải làm các test thống kê nữa. Đấy, mình không cần phải các cái test thống kê làm kia gì, những số liệu đấy là số liệu đúng của phản ánh đúng của quần thể đấy rồi. Đấy. Thế còn để mà xa hơn chắc là em sẽ băn khoăn cái việc mà tính ứng dụng phổ quát thì nó sẽ không có, bởi vì là cái đấy nó chỉ trả lời cho cái vấn đề nghiên cứu của cái nhóm mà em thực hiện cái việc thống kê đấy thôi. Đấy. Thế nhá Tổng nhá. À, Trung hỏi về mod min. Đấy. Thì em sử dụng cái này đấy, em sử dụng cái explore nhé, cũng không hiểu lắm về cái số liệu của em lắm, em sử dụng cái lệnh explore này này, em chạy ra thôi. Đấy. Thì trong này nó sẽ có là median này, min này, median, variance này, maximum range này. Đấy, đó. Ok, cái của Trung thì bạn ấy hỏi như vậy nó hơi gọi là quá cụ thể. Đấy, thì mình không biết được về cái số liệu, không biết được cái số số liệu của em như nào nên là tôi sẽ không trả lời được ở đây nhé. Của bạn Trung này, bạn ấy hỏi là muốn tính mốt, tính min nhưng cắt tầm table, không hiểu lắm. Không hiểu lắm. Thực ra như này này, theo tôi nhá, thì em nên em sẽ cần phải có hai thứ. Thứ nhất là em cố gắng em đi học để mình có thể hiểu được cái tư duy về nghiên cứu. Thì lúc đấy khi mà mình có cái tư duy nghiên cứu chuẩn ấy thì mình có thể thiết kế ra cho mình một cái nghiên cứu nó phù hợp với khả năng của mình. Đấy, tôi thường hay nói đùa ấy, là một số bạn ấy là cái năng lực thì còn hạn chế nhưng mà đôi khi mình lại tự làm khó mình ấy. Trên thực tế người ta không cần như vậy, thế nhưng mà mình lại tự làm khó mình. Và khi tự làm khó mình thì mình không có thể giải thích, không có thể kiểm soát được những điều đó, đúng không? Đấy. Thì cố gắng là thứ nhất là mình định hướng tốt về cái tư duy về nghiên cứu. Và khi mình định hướng tốt về tư duy về nghiên cứu rồi thì lúc đấy mình có thể lấy được các cái thông tin, lấy được các cái bộ số liệu nó tiêu chuẩn, và lúc đấy thì mình mới có thể sang đến cái bước tiếp theo là mình học cái tư duy về phân tích số liệu. Thế thì mình có hai cái, tư duy về nghiên cứu và tư duy về phân tích số liệu, thì cái cuộc đời của mình nó trở nên là gì, là rất là suôn sẻ, mọi thứ nó sẽ trở nên suôn sẻ. Thế còn khi mà em đang bị bối rối như này, em chả biết là chọn cái gì, chả biết phân tích cái gì, chả biết trình bày cái gì, thì có phải là gì, tự nhiên là mình tự làm khó mình không? Mà nghiên cứu thì rõ ràng là gì, là mình sẽ cần phải phải có kiến thức, có kỹ năng về nó thì sau đó mới đi làm nghiên cứu. Thì tôi luôn luôn khuyên các bạn như vậy.
Tôi khuyên các bạn như vậy, nhưng không có nghĩa là tôi khuyên các bạn đi học các cái khóa học của tôi đâu nhé. Mà các bạn có thể học các cái khóa miễn phí ở trên mạng, hoặc là mình có thể tìm tới các cái thầy cô nào đó. Đấy, các thầy cô mà hướng dẫn mình ấy, đấy thì có thể hướng dẫn cho mình để mình có thể có định hướng tốt về nghiên cứu này, và hai nữa là định hướng tốt về phân tích số liệu. Và chỉ như vậy thôi thì mình sẽ bị tránh phải cái việc và những cái câu hỏi kiểu kiểu như này nhỉ. Nguyễn Văn Trung nhé, đấy, chọn một cái thầy cô nào đấy mà đi học theo. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.